Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đoạn 7. Khai thị sức chú có thể tiêu quốc nạn dân tai. A Nan, nếu các cõi nước, các châu, các huyện, các làng xóm bị nạn đói kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đào binh, tạc nạn, đánh nhau, cãi nhau và tất cả những nơi có ách nạn khác, viết thần chú này để trên bốn cửa thành cùng các tháp hay trên các thoát xà, và khiến chúng sinh hiện có trong cõi nước kính rước chú này, lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi người đeo chú trong mình hoặc để nơi chỗ ở thì tất cả tai ách thảy đều tiêu diệt. A Nan, chúng sinh trong cõi nước chỗ nào có được chú này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, lại có thể trấn được tất cả ác tinh. Nó tùy nơi biến ra những điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không hoạnh tử, chết yểu, gông cùm, xiềng xích, không dính vào mình. Ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng. A Nan, cõi Sa Bà này có 84.000 ác tinh tai biến, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình trạng, có thể sinh ra các tai nạn dị kỳ cho chúng sinh. Chỗ nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kết giới, các tai biến hung dữ hẳn không thể vào được. Ha ha ha, 问什么的说呵